Xin chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với chủ đề về bill cây giá rẻ, tiền ít nhưng mà muốn hít thơm của chúng ta anh em nhé. Nhưng có một điều lưu ý là video clip này sẽ không dành cho bạn nào mà ăn chắc mà bền, cần cái thời hạn bảo hành chính hãng và đảm bảo về cái độ bền dùng vài năm gì đó các bạn nhé. Cây này chỉ có 6 triệu thôi nhưng nó có một sức mạnh rất là ghê gớm, có thể cân cả thế giới game. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với từng linh kiện một, biết tại sao nó lại như vậy anh em nhé. Đầu tiên phải kể đến đó chính là chiếc CPU. CPU mình sẽ sử dụng một con Intel Xeon E5-2640 anh em nhé. Với 2.5GHz và 6 x 12 luồng. 6 x 12 luồng sẽ hỗ trợ tốt anh em kéo những cái chương trình về giả lập như kiểu load ấy, có thể kéo được đến 6 hoặc 8 cái cửa sổ load. Với điều kiện anh em có thể có cái lượng RAM đủ lớn. Và với 6 x 12 luồng này thì anh em cũng có thể render video một cách ngon lành mà không phải lăn tăn. Chúng ta có thể chạy đa tác vụ một cách cực kỳ là mượt mà. Cái đó là CPU rồi. Bây giờ đến một linh kiện nữa, đó chính là RAM. Và để tiết kiệm chi phí thì mình sẽ sử dụng một thanh RAM 8GB thôi. RAM 8GB đây anh em này, đến từ Samsung anh em nhé. Đây là RAM server, không phải RAM thường. Và RAM server nhìn nó rất khác với những cái RAM bình thường chúng ta đang sử dụng. Nó khác ở cái chỗ nó có rất là nhiều chip nhớ thôi, chứ còn hình thù nó vẫn thế. Và khe cắm nó cũng vẫn vậy thôi. Nó chỉ khác ở cái số lượng chip nhớ rất là nhiều, hai mặt nhiều chi chít luôn anh em ạ. Cái đó là về main, đó là về chip và RAM rồi. Bây giờ đến một thành phần nữa ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu năng của máy, đó chính là VGA. Thì VGA mình sẽ sử dụng một con VGA rất là quen thuộc, đó chính là con RX570 Gaming X đến từ MSI anh em nhé, và được phân phối bởi Mai Hoàng. Với hiệu năng của em này thì mình đã có một cái clip test riêng của em nó rồi, các bạn có thể xem lại nó ở đây. Hoặc các bạn chờ một lúc chúng ta sẽ chuyển sang màn test cực kỳ đặc biệt dành cho cái cấu hình này. Thì với cả màn hình, chip và RAM khá là ok như thế này thì tại sao nó lại không dành cho những bản nào cần có một độ đảm bảo về thời hạn sử dụng cũng như là chất lượng linh kiện. Vì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một linh kiện nữa rất quan trọng để có thể cắm được tất cả những thứ này, đó chính là main. Mình có một con main khá là đẹp ở đây các bạn này. Các bạn nhìn này, có một cái tông xanh lá chuối đen này, nhìn khá là nổi bật, nó rất là nhiều cổng kết nối USB và có thời hạn sản xuất là năm 2019 này này. Nhìn rất là đẹp luôn, cực kỳ mới và rất là đẹp. Có hẳn 7 phây tụ ở trên này anh em, phây tụ nguồn này, nguồn CPU có hẳn 7 cái, nhiều hơn cả cái con Z370 Ultra Gaming của mình thì phải. Và có rất là nhiều công nghệ hiện đại nha, có thể hỗ trợ cái ổ cứng M2 với chuẩn LVMe này, có hẳn 3 khe PCI Express 3.0 để hỗ trợ chạy đa cạc với CrossFire này, C này. Và có cả sao 7.0 anh em nhé. Khuyến mại thêm cả các cái nút bấm bật tắt cây ngay ở đây luôn anh em nhé. Với các cái thứ hiện đại như này tại sao mình lại nói nó không dành cho những người nào mà cần sự đảm bảo? Bởi vì thật sự là mình tìm mỏi cả mắt anh em ạ, không nhìn thấy một cái tên hãng sản xuất ở đâu cả. Có cái main rất là đẹp với nhiều hiệu năng như này, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một cái tên nhà sản xuất nào, và mình cũng không thể tìm được nó ở trên mạng là nó được sản xuất bởi hãng sản xuất nào cả. Và mình được bên bán bảo hành trong một tháng thôi, mà mình cũng chưa có điều kiện để sử dụng con này khoảng 6-7 tháng hay một năm gì đó để có thể khẳng định được về cái độ bền của nó. Mặc dù là một cá nhân không thể đại diện cho là một cái lượng là hàng cực lớn, tuy nhiên thì mình chưa có thời gian kiểm nghiệm luôn để khẳng định được nó có bền hay không, cũng như là chưa có một cái thông tin phản hồi nào của khách hàng để biết được nó có ngon hay không. Nên là nó rất là mạo hiểm, nó có thể chạy rất là bền, nó có thể chạy khoảng một vài tháng là nó sell chẳng hạn, giống như con Z370 của mình ấy. Thế nên nó mới không dành cho những bạn nào mà cần có độ đảm bảo anh em nhé. Tuy nhiên về hiệu năng của nó đem lại thì chúng ta không có gì phải bàn rồi, cực kỳ ngon. Cái combo main chip RAM này là mình mua 3.5 triệu các bạn nhé. Còn cái cả màn hình thì như hôm trước các bạn biết rồi, nó là 1.7 triệu. Vị trí là chúng ta sẽ mất khoảng 5.2 triệu cho combo main chip RAM và card. Chúng ta còn 800 nghìn cho nguồn và ổ cứng. Thì các bạn có thể mua cái nguồn 500W mất khoảng độ 500 nghìn gì đó, và mua cái SSD cũ tầm khoảng 300 là ok. Là chúng ta mất khoảng 6 triệu cho toàn bộ cái cây ngày hôm nay anh em nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang màn test hiệu năng với màn test chưa bao giờ xuất hiện trên kênh của chúng ta anh em nhé. Rồi anh em nhé, mình đã lắp ra dây rồi này. Anh em có thể chiêm ngưỡng lại em nó này. Đó, mình có tông màu xanh, cạc màu đỏ, tản nhiệt là xanh nước biển, rất đẹp. Giờ chúng ta sẽ xem cấu hình của em nó ở đây nha.
Đồng chí đây, nhưng mà đồng chí ngại test thì thôi để mình test. Không test thì thôi. Đây, cấu hình nó đây anh em này. Intel Xeon E5-2640, 6 x 12 luồng, main X79, RAM 8GB, cạc màn hình RX 570, 4GB anh em nhé. Ok, mình sẽ test trên hai game đại diện cho game offline và online, Battlefield 5 với cả PUBG. Và mình sẽ vừa test vừa render video anh em nhé, cho nó gấu như là để xem nó có thể cân được tất cả mọi thứ không. Rồi anh em nhé, bây giờ chúng ta đang đến với Battlefield 5. Setting ở đây, mình đang để setting là Velo anh em ạ. Lâu thôi chứ không phải Velo lâu. Đó, Rising off rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử chơi một đoạn, sau đó mình sẽ chuyển sang môn vừa chơi vừa render. Với setting là lâu thì chúng ta đang có mức FPS rất là ngon, 7 mấy FPS kìa. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ úi giời, làm nhanh quá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vừa chơi vừa render anh em nhá. Đây, cái đoạn clip mình đã chuẩn bị sẵn đây này. Chúng ta sẽ thử render vừa chơi để xem FPS sẽ như nào và có bị chậm hay không nhá. Render là full HD anh em nhá. Đó. Đó. Khi chuyển sang vừa render vừa chơi thì FPS xuống còn khoảng 30 mấy FPS nhưng mà vẫn rất ngon nhá, chưa thấy có hiện tượng giật lag gì cả. Đó. Nhiệt độ CPU và GPU thì quá mát rồi, chả có gì phải nghĩ cả. Đó. Sắp đi rồi. Đi rồi anh em ạ. Nói chung là với trò Battlefield 5, nếu mà chơi không render thì chúng ta sẽ có mức FPS ở 70 FPS và ở mức setting là lâu, còn nếu mà vừa render vừa chơi thì chúng ta sẽ có mức FPS trừ 30 đến 20 FPS thôi. Khi nào giao tranh thì sẽ còn 20 FPS nhưng mà vẫn không hề có hiện tượng giật lag nha anh em nhé. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang PUBG. Với PUBG thì chúng ta chạy không render thì nó có mức FPS tầm khoảng từ 90 đến 102 anh em nhé. À 120. Bây giờ mình sẽ bật cái phần mềm render lên. Chúng ta sẽ lại vừa render vừa chơi. Đó, bắt đầu chạy rồi anh em nhé. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang chơi PUBG xem nó sẽ như nào. FPS tụt xuống còn 40 rồi. Đó. Hình có vẻ hơi bị chậm chậm một chút. Tuy nhiên chạy vẫn rất là ngon. Nói chung là cấu hình này sẽ rất hợp để anh em nào chơi giả lập kéo nhiều ác và có thể chơi đa nhiệm ngon anh em nhé. Đây là chúng ta vừa render vừa bán PUBG mà FPS không tụt mấy, nó nói chung nó loanh quanh ở tầm hai mấy FPS thôi. Cái này là mình chơi để mình test cấu hình thôi chứ không phải khuyến cáo là các bạn chơi như này đâu nhá, và cũng không phải là để cấu hình này chơi để các bạn cảm nhận được cái cấu hình nó mạnh như nào thôi anh em nhé. Nói chung là với cấu hình 6 triệu chúng ta có thể cân được tất cả mọi thứ, kể cả livestream và streamer rồi chơi game thoải mái anh em nhé. Anh em có tiền đầu tư thêm cái cạc nó khủng hơn con này nữa thì chúng ta không có gì phải nghĩ anh em nhé. Rồi mình sẽ chuyển sang chơi PUBG Mobile thử anh em. Ui, không lại ba lô ba giáp ba luôn. Chúng ta đang đến với PUBG Mobile trên cấu hình 6 triệu cân cả thế giới anh em nhé. Mình đang để setting đây. Setting này anh em này, HDR nhá. Extreme này. Đó. Và đang có mức FPS từ 45 đến 50. Nói chung là cấu hình này sẽ rất phù hợp với anh em nào chơi giả lập và nhiều ác. Nếu mà chơi game bình thường thì cũng chẳng có gì phải nghĩ cả, cân tất cả các trò luôn. Mình vừa render vừa chơi game cho anh em xem, test thử hai cái trò nặng nhất rồi. Và đến cái PUBG Mobile thì là quá mũi rồi. Bây giờ mình sẽ hạ cái mức FPS xuống, độ phân giải xuống để xem FPS nó như nào anh em nhé. FPS của trò này bị giới hạn này, quá hạ xuống thì nó FPS nó vẫn thế anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ để HDR chơi cho nó gấu. Ultra HD thì chưa có nên chúng ta chưa test được. Nhưng mà với HDR chúng ta có mức FPS khá là cao anh em ạ. 4 mấy đến 50 FPS anh em nhé. 6 triệu, không có gì phải bàn cãi quá nhiều. Quá là chất rồi. Chỉ có mỗi một điều là cấu hình này sẽ chỉ dành cho những bạn nào mà dám liều ăn nhiều thôi nhé. Bạn nào chắc chắn thì không chơi được.
Nói chung là chúng ta chỉ test thế thôi. Các bạn có thể chiêm ngưỡng em nó lần nữa rồi chúng ta sẽ dừng video clip ở đây. Em nó đây các bạn nhé. Cấu hình này sẽ không phù hợp với anh em nào mà chắc chắc ăn muốn có đồ bảo hành. Còn cái này chỉ phù hợp với bạn nào liều ăn nhiều, muốn cấu hình cao và giá rẻ. Thế thôi anh em nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video clip sau.